chào các bạn. Lại là vợ chồng mình đây. Và chúng ta đang ở công viên. Bởi vì các bạn thấy không, xung quanh nhà mình rất là nhiều công viên. Công viên rất là to, đẹp. Nên là đi công viên là tuyệt vời nhất. Và nhân tiện buổi đi chơi ngày hôm nay thì mình xin được chia sẻ một lại nhân tiện buổi đi chơi. Mình xin được chia sẻ một chút về cái việc xây dựng lại cái kênh YouTube Dung Mori. Đó là chúng ta sẽ xây dựng những cái gì. Thì hôm nay mình sẽ đưa ra những cái nội dung chính. Thứ nhất là gì anh nhỉ? Ba nội dung chính nhá. Nội dung đầu tiên bọn mình sẽ xây dựng vẫn là theo những cái mà trước giờ bọn mình vẫn hay làm nhất, đó là liên quan đến học tiếng Nhật. Tất cả những cái clip liên quan đến GLPT này, đến Kaiwa, đến tiếng Nhật thực tế, rồi đến kinh nghiệm học tập, tất cả những cái gì mà liên quan đến học tiếng Nhật từ trước đến nay bọn mình làm, bọn mình sẽ vẫn duy trì làm nha. Hai, và thứ hai đó là đó chính là tổng hợp thông tin Nhật Bản, đúng không? Từ kênh Dũng Mori các bạn ạ. Tức là gì ạ? Ví dụ trong một tuần chẳng hạn, mình sẽ tổng hợp những cái tin tức thực sự là hot liên quan đến Nhật Bản, Việt Nam hay trên toàn thế giới. Mình sẽ tổng hợp lại và chia sẻ đúng rồi, để chia sẻ cho đến tất cả mọi người. Thực ra cái chuyên mục này là cái chuyên mục mà để nhằm mục đích, đó là cũng không hẳn là những cái thông tin hot, mà mọi thứ, những cái thông tin ở Nhật Bản, để các bạn có thể có những thêm những cái nguyên liệu, những cái đề tài mà chúng ta khi mà muốn nói chuyện với người Nhật á, thì chúng ta sẽ có những cái câu chuyện, những cái nội dung để có thể nói chuyện với người ta, bắt chuyện với người ta nha. Thì đây là một cái chuyên mục giới thiệu về những cái thông tin của Nhật Bản. Cái thứ ba nó giống như kiểu là một cái vlog ạ. Đúng không? Vlog là mình sẽ quay những cái gì gọi là đời thường nhất của Nhật Bản để khắc họa lên bức tranh tổng thể về Nhật Bản, để cho các bạn dễ nhìn nhận hơn và dễ hình dung ra hơn Nhật Bản nó như thế nào. Đúng không? Thì đấy là ba nội dung chính mà anh Dũng trong 2 tuần cách ly vừa rồi đã lên ý tưởng và cũng đã dự định ấp ủ là muốn quay lắm rồi. Nên là bây giờ cũng hết cách ly rồi, thì trong thời gian tới anh cố gắng quay nhé. Okay. Tất nhiên rồi, các bạn hãy chờ đợi những video sớm nhất của mình nhá. Ok. Và video ngày hôm nay cũng chỉ ngắn như vậy thôi. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người nhá. Bye bye, bye, bye.